đầu tiên của Gamble 3000 sẽ chính thức xuất phát anh em nhá. Tuyệt vời hơn anh em ạ. Các bạn hãy nhìn đi. Chiếc xe tiếp theo sẽ là một chiếc 911 GT3 RS đời 992 anh em nhá. Có vẻ là hơi yên nắng với những chiếc xe đầu tiên khi không có chiếc nào nẹt pô. Đây chính là đây có nẹt pô rồi anh em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ có Ferrari Roma Spider và một chiếc Lamborghini Urus anh em nhé. Đây, Ferrari Roma Spider do hai nữ tài xế lái. Wow, chất luôn anh em nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là một chiếc Lamborghini Urus. Tiếp theo sẽ là một chiếc Lamborghini Urus với ngoại thất màu xanh. Khá đẹp luôn anh em ạ. Di chuyển qua đây. Đây, Lamborghini Urus. Wow. Cũng là một nữ lái và hai người này thì mặc áo dài Việt Nam anh em nhá. Tiếp theo sẽ là một chiếc Corvette C8. Wow, các bạn nghe tiếng bô không? Một chiếc Corvette C8. Wow. Lại là một chiếc Urus nữa anh em nhá. Đây là xe đến từ Malaysia. Một chiếc Mac AMG GT. AMG GT này các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Lamborghini Urus. Ferrari Roma Spider. Ladies and gentlemen, make your way to their vehicle.
Lamborghini Huracan phiên bản STO, một chiếc xe giống với xe của Iso Smith sử dụng này. Tiếp theo là Quenisset Regera anh em nhá. Sau chiếc Huracan STO này là Quenisset Regera phiên bản Honey. Đây là một chiếc S-Class Maybach đến từ team Việt Nam, biển số Việt Nam này các bạn này. Audi RS6 các bạn. Anh Vũ dưới, anh Vũ đi xuống rồi. RS6 ở van các bạn này. Sau chiếc 765 LT màu xanh này sẽ là chiếc Rolls Royce độ theo phong cách bán tải 6 bánh anh em nhé. Phiên bản Spider các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc 812 phiên bản GTS. Ferrari F8 và ngay phía sau chiếc F8 sẽ là một chiếc S410 Maybach của team Việt Nam. Rồi, Ferrari F8. Chiếc F8 Spider anh em nhá. Maybach S450 biển số 51K đến từ Việt Nam. Hai chiếc Việt Nam đều là hai chiếc Maybach anh em nhá. We have a Porsche 911 GTS, put it up right now, seat number 111. This is definitely going to be an adventure for you. Are you looking forward to this first drive?
này chính là chiếc của iSoSuite anh em nhá. Sau chiếc màu xanh này sẽ là chiếc xe của iSoSuite này. Anh em có thể xem này. Cần phiên bản STO nữa này. Sau Hurricane STO là một chiếc 812 màu vàng rất đẹp. Đây, Hurricane STO. Sau chiếc này chúng ta sẽ lên một lim Land Rover Defender với ngoại thất màu cam. Land Rover Defender với ngoại thất màu cam. Team Thái Lan. Trắng xiên. Tiếp theo là một chiếc Audi RS Q8 các bạn nhá. Audi RS Q8. Jaguar F-Type phiên bản SPR máy V8 5.0.
Sweden phiên bản Black Bass. Mọi người ơi, máy xong nó sẽ thích Lamborghini này nào. Max, it's been incredible. Have you got any parting words for the people of Saigon? Thank you so much, Vietnam. Saigon, we love you. I hope you have gone well. Enjoy today. It's been incredible. What a reception. We love you guys. Thank you. Of course, Mr. James White, welcome, and thank you very much for joining us today. How are you feeling? Buddy, this is a truly special one. I'm doing this with my brother-in-law, which means a lot, but he also just so happens to be the man himself, Mr. Gumball 3000. And this is a peak special because it's the 25th anniversary, so we're going to make every moment count, and we look forward to taking our audience along for the ride. Very much, James. Once again, good night for Maximilian Cooper and Mr. JWW today, please. Make some noise for us in there, lamboevents.svj. Mr. Lambo, let's go now, mọi người ơi! Cảm ơn ông, thank you! Right back to team on the run, team number 72, please make some noise as they put up. Incredible run, incredible team. Wow. Not playing on the rally this year, that is a fact. Fighting hard. Playing hard and just about to set off on the first leg of a very special 25th anniversary rally. We love you guys. Listen, you guys are rolling deep today. How are we feeling?